Bác Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Hiện nay Bác Sa Đa Huy đang đứng ở bản Thẩm thưa quý vị, một khu du lịch sinh thái của tỉnh Mộc Châu quý vị ạ. Thì hôm nay đoàn bonsai sinh Việt hôm qua đã đến Mộc Châu và dừng chân ở bản Thẩm, một cái khu du lịch rất là đẹp. Thì Bác Sa Đa Huy sẽ dẫn quý vị đi ngắm quang cảnh của cái khu sinh thái bản Thẩm quý vị nhé. Chúng ta cùng theo chân Bác Sa Đa Huy vào trong ngắm quang cảnh. Đầu tiên là một cái cổng của cái khu du lịch. Em đến thành phố là mơ ước. Rất đẹp cái biển xong còn rất nhiều cái cảnh đẹp cũng như là cái những cái trò chơi mang phong tục của dân tộc như thế này. Đó chụp. Trên này mát lạnh quý vị ạ. Cái bên phải là cái dòng suối này. Chảy quý vị có thể nghe trên suối. Chảy róc rách. Bên ngoài này là cái trò chơi của các du khách mà đến đây là tham dự những cái trò chơi. Đây là cái trò chơi bắt lợn hay là bắt vịt đây này. Mình rảo bước nhanh để vào trong trong ngắm khung cảnh trong nhà. Hai bên đường hoa đẹp. Sao đây? Sao đây nhá, ngon không? Ngon đấy. Có bên này không có muỗi. Qua đoàn đã liên hoan ở đấy và giao lưu văn nghệ. Quý vị ngắm dòng sông, à một dòng suối quý vị ạ, suối rất đẹp. Qua đoàn liên hoan ở đây này và vui văn nghệ và đốt lửa trại rất là vui quý vị ạ. Mọi người cũng chưa, một số vẫn chưa dậy hết. Hiện nay là hơn 6 giờ 15. Chào chú, chào anh. Chào chú, chào anh nhá. À, chúc chú và anh có cái ngày mới tràn đầy năng lượng nhá. Ở đây thì tuyệt vời rồi, khung cảnh ở đây thì cứ sống ở đây là trẻ ra hàng chục tuổi ấy. Đây quý vị có thể ngắm những đám mây xa xa này, quẹn mấy cái tảng núi.
rất là đẹp. Quý vị hãy một lần đặt chân đến đây để cảm nhận cái không khí ở nơi này thật là bình yên. Đây, những cái quang cảnh có thể là cho quý khách check in rồi chụp ảnh rất là đẹp này. Chào các anh. Xin chào. À, chào các anh nha. Đẹp. Cây cầu làm bằng tre lứa rất là đẹp. Đây quý vị. Đường vào trong nhà sàn là đi qua một cái cây cầu làm bằng cây tre, cây lứa quý vị ạ. Chủ yếu Đức Huy muốn quay và chia sẻ cho quý vị cái ngắm cái khu du lịch sinh thái này, một cái khu du lịch rất là đẹp, chỉ có ở trên Lai Châu là mới có. Khung cảnh ở đây cái khí hậu mát mẻ lắm quý vị ạ. Chào anh nhá. Chào anh. Chào các chú các anh nhá. Chú có cảm nghĩ gì khi mà dừng chân một đêm ở đây? Nói chung là một chuyến đi xuyên Việt, hôm nay là buổi thứ hai nhưng mà phải nói là đến bản tắm này rất là đẹp. Bây giờ không khí anh em rất là biết là đêm hôm qua phải nói là rất là mến khách phải không? Qua anh em vui hết mình. Hôm qua chú có được cái giấc ngủ ngon không? Hôm qua đi thì lên trên này nó rất là nhẹ, nên là ngủ rất là ngon. Vâng, sáng luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thế thì đoàn mình lại phải hẹn một ngày gần nhất lại phải quay lại Mộc Châu chú nhỉ? Rồi. Rồi. Chúng thành quan gia xin chào tất cả anh em yêu mến cây. Vâng. Cảm ơn chú nhá. Đây, cái bước vào cửa sân nhà sàn là có cái biển rất là to này, giới thiệu khu du lịch Bản Thẩm quý vị này. Qua một nửa đoàn thì nghỉ tại ở đây. Còn do cái số lượng phòng cũng có hạn nên là một nửa đoàn thì lại phải đi ra ngoài nghỉ. Đây, khung cảnh của nhà sàn quý vị ạ. Đây là cái trang web của cái khu du lịch sinh thái quý vị ạ. Đây, khu du lịch Lai Châu vẻ đẹp. Quý vị có muốn tìm kiếm thì cứ vào Google search mà ra. Chào anh. Vâng.
Em chào anh Quốc Anh, chào tất cả các anh nhá. Em phỏng vấn anh đôi điều nhỉ. Hôm qua anh dẫn đoàn đến đặt chân đến bản Thảm. Tối hôm qua thì anh cảm nghĩ thế nào khi đặt chân đến bản Thảm này, một khu du lịch rất là đẹp này. Anh điều đầu tiên anh thấy là đi một lộ trình rất là dài với những cái gì đó của cảm xúc, những cung đường nó đôi khi có những cái rất là phải nghĩ là phải nản đấy. Vâng. Đi vào đây mà tức là tận ngoài đường ngoài mà đi vào trong này có một không gian nó đẹp này, mình lùi lại tất cả những cái gì đó là của sự mệt mỏi. Nhìn thấy mọi người hò hởi tiếp đón, cái không khí của mọi người ở đây tuyệt vời, mọi thứ đều cảm thấy vui, cảm thấy sướng. Quan lướt ở trại đây mọi người đều nhảy múa tung tăng, mình thấy thích quá. Vui nhỉ. Từ bé ra anh em mình chưa có cái cảm giác nó lại vui lạ đến thế nhỉ. Không, anh phải từ nhỏ ấy. Nó hơi bình thường. Tại, thực sự ra là không gian ngủ ở đây là một nơi lý tưởng để mình nghỉ dưỡng. Vâng. Và là để cho nó là cái là mình lấy lại những cái tinh thần của những buổi hôm qua mà mình cảm thấy rằng là khó khăn rồi này, mệt mỏi này. Rồi trong cung đường có những cái căng thẳng riêng. Nhưng mà riêng cái vấn đề của cái không gian như này nó mang lại cho mình nhiều cái lợi ích. Dạ vâng. À vâng, hay rất tuyệt vời. Anh Dương, anh Dương. Mình tối qua mình có ngủ được không? Anh ơi. Ôi, em cái con nào đốt cả. Em ngủ phòng lóc. Quay về ngủ mấy con nên không mẹ nó thì tưởng mình lơ vơ mấy cô gái bảo. Anh Dương ơi, anh có cảm nghĩ nào khi mà hôm qua là anh và cùng đoàn là nghỉ tại cái khu du lịch Bản Thẩm rất là đẹp này, anh thấy cái con người cũng như là cái không khí ở dưới này thế nào? Bây giờ cứ nói nào nhỉ? Thì anh cảm nhận thế nào thì anh chia sẻ như vậy. Cảm nhận thì hôm qua anh em đến đây chơi. Qua em thấy anh vui nhất đấy. Và một cái buổi chiều tà của Bản Thẩm. Anh em đến thì chứng kiến những lung linh huyền ảo của những cái bản cũng như là màu sắc đèn rực rỡ rất là đẹp. Hai nữa là anh em được giao lưu và gặp gỡ những người Bản Thẩm, những người dân tộc Bản Thẩm rất là thật thà, chất phát, dễ thương. Sau đó là anh em được trải nghiệm được một cái buổi tối rất tuyệt vời, cũng như là sau đó là đi nghỉ tại bản, tại nhà dân. Cũng chiêm nghiệm được một số những cái nét đẹp của dân bản. Vâng. Đó là những cái gì mình cảm nhận đến sáng nay. Vâng. Có những cái trải nghiệm rất thú vị. Đoàn mình được đốt nửa trại rồi Vui Văn Nghệ. Hôm qua em thấy anh là anh hát rất là hay. Mà các bạn về đây tham quan thêm và tìm hiểu thêm. Mình cảm thấy có một chút gì thú vị. Cũng cái có một cái gì đó lưu luyến đoàn mình anh nhỉ. Lại cũng phải hẹn một ngày gần nhất này phải trở lại anh nhỉ. Vâng. Là sau này thì anh em có điều kiện đến là Mai Châu thì ghé Bản Thẩm tham quan thưởng thức những cái món ăn đặc sản ở trên này. À vâng. Rất là tuyệt vời. Em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh và chúc anh có ngày mới tốt lành. Quá là ông ước. Em chào anh Cường, chào anh nhá. Em chào chú. Vâng, đây chú gì nhỉ? Chú Nguyễn Duy Bộ. Chú Bộ vua Tam Tầng đây, thưa quý vị. Đấy, chú là chú Bộ rất là nhiệt tình thưa quý vị. Chú cái sức khỏe thì cũng không thể so với thanh niên chúng cháu được chú ạ. Thế nhưng mà cái đam mê của cái chú thì có thừa chú ạ. Hôm cách đây 4 5 ngày ông Bình Triệp có về tận vườn nhà chú. Vâng ạ. Quay. Vâng. Chú có nói rằng như thế này. Chú sẽ tham gia cuộc hành trình xuyên Việt. Vâng ạ. Thế và chú nếu điều kiện cho phép thì chú sẽ đi xuyên Việt. Thế ạ. Còn nếu mà cảm thấy sức khỏe nó trung bình thôi thì chú chỉ đi về đến khu vực Hà Nội và khu vực Thanh Hóa như vậy là thôi. Vâng ạ. Vâng ạ.
đấy, như thế. Thì cháu chú nghĩ rằng là vì cái hôm ấy chú đã nói với Hoàng Lịch Thiệp thế này, cảm ơn ngành cây cảnh đã cho chú một sức khỏe và một trí tuệ. Đấy. Vâng ạ. Tức là sức khỏe là gì? Có nghĩa là như thế này cháu ạ. Vì những cái cuộc hành quân để đi truy tìm phôi của chú ấy, thì luôn luôn là chú đi liên tỉnh trong một ngày. Chú đi ô tô hàng 400-500 cây số là chuyện bình thường. Vâng ạ. Rất nhiều lần, tháng vâng. nào cũng đi. Đấy. Vâng. Mà có những tháng đi vài ba trận như thế. Đấy. Có những, nói chung là luôn luôn đi là xuyên qua nhiều tỉnh. Có những hôm đi qua 6-7-8 tỉnh. Đấy. Cho nên là chú thấy những cái cuộc hành quân như hôm qua cũng thấy rất phấn khởi. Đấy. Và xin chúc mừng đoàn hành quân của chúng mình sẽ đi đến nơi về đến chốn hạnh phúc và mang lại nhiều niềm vui cho ngành sinh vật cảnh. Vâng ạ, thì cháu cũng cảm ơn chú đã có cái đôi lời chia sẻ như vậy. Thì cháu cũng chúc chú, chỉ chúc chú thật nhiều sức khỏe. Okay. Đấy, để đi cùng đoàn đến hết chặng đường chú nhá. Rồi. Cảm ơn chú rất nhiều. Và chào vâng. tất cả những người yêu cây trên vâng toàn quốc. Vâng chúc ạ. Tất cả anh em cùng tiến lên. Vâng ạ. Đấy, chú là cái người như là cái người mà người cha dẫn đường cái đoàn này đấy. Chú đấy. Đây này cũng có cái tiếp lửa của các chú thì cũng làm cho đoàn như chúng cháu thì cũng thêm nhiều cái nghị lực để đi hết chặng đường. Chú nhỉ? Rồi. Okay. À, vâng, vâng, cảm ơn chú. Tất cả các cháu và tất cả. Chào em. Trông mặt ủ rũ đấy, ngủ có ngon không? Khá ngon anh ạ. À thế à? Rồi. Tuyệt vời luôn. Anh lại đẹp và mát luôn. Rồi, tuyệt vời. Không có lý do gì là không ngon đúng không? Không lý do là không ngon. Bởi vì là cái khí hậu ở trên này rất là mát mẻ. Đêm đã đẹp, ngày còn đẹp hơn. Đây là khu đoàn chuẩn bị ăn sáng. Xong rồi bắt đầu hành trình. Ok, còn tầng 2 nữa quý vị ạ. Để Huy đưa quý vị đến ngắm trên tầng 2 nhé. Cái này là vui. Hôm qua đoàn liên hoan ở trên này và vui văn nghệ rất là vui. Rộng không quý vị. Đây là cái sân khấu trước mặt quý vị là cái sân khấu. Có các ca sĩ của Mộc Châu trên này qua cũng trình diễn những cái câu hát cũng như cái điệu múa đặc trưng ở của vùng miền trên này. Huy đang đứng ở trên cao quay cho quý vị. Thật sự là một cái cuộc hành trình được chuẩn bị rất là tỉ mỉ và nói lên cái tâm huyết của các anh cũng như cái nhiệt huyết của từng anh em thì bước đầu rất là vui và thuận lợi bởi vì là sự có sự chung tay góp sức của từng anh em thì Bác Sai Huy cũng kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và chúc cho đoàn bonsai đặc biệt xuyên Việt sẽ thành công và làm nên một cái gì đó cho làng cây cảnh có một cái sẽ một cái mốc son cho làng cây cảnh để
sau này và mãi mãi sẽ mọi người sẽ nhắc đến cuộc hành trình bonsai xuyên Việt này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào tạm biệt quý vị.